Xin chào các bác nhá. Hôm nay chủ nhật em lại có thời gian xuống dưới ao cho cá ăn. Đây, em vừa mới cắt được một ít cái lá chuối cho cá chép, cho cá chấm cỏ. Và bây giờ là cho cá ăn cám. Đấy, lâu lắm rồi không cho cá ăn cám. Xuống xem cá ăn cá lớn như nào. Đấy thì ao này của em là cái cá chuối hoa là nhiều lắm, bây giờ không hiểu sao nó không nhìn thấy nó lượn đi đâu. Đây có con cá chuối hoa mà thả bây giờ xuống đây chỉ thấy cá chép mới cá chấm ăn. Nhưng muốn chăn nuôi mấy con cá chuối hoa cho nó lớn cơ. Đấy, vẫn cá chuối hoa vẫn nhìn thấy ăn đấy nhưng mà nó ít. Đấy đấy, con cá chuối hoa ngay trước mặt này. Nuôi cá để ăn thôi. Cho cá ăn cũng là niềm vui. Đấy, lúc nào rảnh, thứ bảy chủ nhật thì được rảnh, hay được xuống ao chơi xem đàn cá. Ngày thường em đi làm thuê, làm công nhân. Đấy, đợt này mua cái cá 085 hình như to quá, cá ở trên không ăn. Có một con cá ở trên là sắp chết thì sao, tí nó phải vớt lên. Xong cám thì nó rơi đầy xuống dưới đáy. Nhiều khả năng mai phải mua loại cám khác. Đấy có con cá. Nhiều khả năng mai phải mua cám 084 đâu. 083 là nó không, 085 này to quá, cá ở trên đấy không ăn được. 085 chỉ cho cá to dưới ao. Đấy con cá chuối hoa kìa. Đấy cá chuối hoa. Đấy, cá chuối hoa đớp chậm đấy. Đớp chậm này chỉ có béo cho mấy cái con cá. Đớp chậm này chỉ béo mấy con cá chê. Cá chấm ô. Cá chấm với lại cá chép ô. Rồi em ném giải rác ra khắp nơi. Chia ra cho mỗi con một ít, mỗi khu vực một ít. Nhiều lắm. Nó nhiều nó ăn không hết đâu. Cá chấm bây giờ phải cân, có con chắc phải cân rưỡi rồi. Nuôi được hơn năm rồi mà. Nuôi hơn năm nó cũng không chăn cám mấy đâu. Ít cám lắm, chủ yếu chứ lá chuối thôi. Đợt này mua bao cám này về cá trên kia nó không ăn được. Phải thả xuống đây thôi. Mai mua bao cám khác. Mua bao bé hơn, 084. Đấy. Chép, cá chấm ăn được rồi, cá chấm hơn cân. Bí quá thì vẫn ăn được. Nửa năm nữa cá chấm chắc có con 2 cân. Ui, nhiều cá quá. Ngồi dưới mỏi quá, em lên trên này em quay thôi. Chuối hoa 500 con mà đi đâu hết. Gần 10 triệu tiền cá chuối hoa ở đây. Chỉ cá giống. Giờ toàn thấy chấm. Chấm mấy chục con. Mà nó to nên nhìn dưới đó. Ui đàn cá rô. Cá rô bơi lơ đơ ngoài kia. Ui có con cá chuối to hết rồi. Con cá chuối to. Ơi có con cá chuối to đùng. Con này bằng cổ tay đấy. Ăn chậm. Lơ đơ. Lâu mới đớp được một cái. Lâu không cho nó ăn cám, tưởng ao không có cá.
cá ao này ăn riêng loại cá to này, ăn cả năm sao không hết được cái đám cá này. Giờ nó rơi vào còn chắc còn 2-30 con cá rô, 40-50 con cá chấm, toàn loại to. Một đống cá chuối, cá chép hôm nọ vừa mới thả hơn 100 con, cá chép cũ vẫn còn. Ấy. Cá bơi ở ngoài. Cá bơi rất nhiều ở ngoài. Nó ăn hết ở ngoài, giờ nó ăn vào trong khu vực này. Cá to nhiều này, không biết mấy hôm nữa là thả cá rô, không biết cá rô nó bé bé nó có ăn chanh được với bọn này không, bọn này ăn chanh hết. Phải ném xa xa nhau. Cá chép. Có mấy con cá chép cũng to hết. Cá rô lượn một đàn. Một đàn cá rô lượn. Hôm qua mà mới hôm thả ăn hôm đầu nó chưa quen, hôm nay ăn quen. Từ ngày mai cho ăn này nó quen là nó nổi lên ăn đầy mà. Cá rô. Đấy, đang ăn lắm. Bơi lư. Con cá rô đấy có con phải hơn cân. Cá rô này mới nuôi được hơn năm một tí. Rồi toàn cá to. Rồi toàn cá to. Rồi em chào các bác nhá, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Các bác nhớ đăng ký, like, share, ủng hộ kênh của em nhá.